Theo lời người phát ngôn Mỹ, Tổng thống Joe Biden sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần điều kiện tiền quyết. Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 17 tháng 8 tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán mà không cần điều kiện tiền quyết." Cùng ngày, người phát ngôn lầu năm góc, tướng Pat Ryder tuyên bố Mỹ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Ông Ryder cho biết thêm. Chúng tôi đã thông báo rất rõ ràng, chúng tôi sẽ duy trì liên lạc mạnh mẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các quốc gia, đối tác và đồng minh khác trong khu vực, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể ngăn chặn hành vi gây hấn tiềm tàng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để phản đối hội nghị thượng đỉnh ba bên của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Hội nghị dự kiến diễn ra Washington ngày 18 tháng 8.